Em Trực xin chào tất cả quý anh chị đang theo dõi kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất Khánh Hòa. Hôm nay em sẽ review một ngôi nhà cách đường 23 tháng 10 chỉ hơn 100 mét thôi, và cách nút giao thông một hội hiện đang thi công chỉ là hơn 100 mét và cách biển gần 4 cây. Đây là em đây, hiện tại em đang phía trong ngôi nhà. Bây giờ chúng ta sẽ đi cùng review hết toàn bộ ngôi nhà nha quý anh chị. Dạ, trước mắt em là toàn bộ khung cảnh của ngôi nhà bé tầng. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong. Dạ, đây là bên trong ngôi nhà của mình. Như quý anh chị thấy đây, đây là tầng 1. Em sẽ đi vào quay hết một tầng 1. Như quý anh chị thấy đây là tầng 1, được thiết kế với dàn ánh sáng, dàn led rất là đẹp. Hiện tại là em đang quay thời điểm này là 9 giờ sáng, mà nguồn ánh sáng như quý chị thấy đây nhìn rất bắt mắt và rất là dễ chịu con mắt của mình. Đi đôi với ngôi nhà là tông màu trắng và được phê xen kẽ bởi những hoa văn đơn giản nhìn rất bắt mắt của mình. Phía tầng 1 thì kết cấu hiện trạng như quý anh chị thấy là bao gồm nhà bếp, phòng vệ sinh và một phòng ngủ dành cho người lớn tuổi. Và cái không gian ở trước mặt mà mình đây là dùng để mình để phòng khách. Phòng khách hiện tại rất là rộng. Và diện tích của đất của mình là 68,7 m, ngang là 5 m. Đây, em chỉnh ánh sáng lại. Đây, như quý anh chị thấy đây là cái tranh của nó. Từ cái trụ này mình đi ngang qua là 5 m. Đây, xong thì mình để chỉ được là khoảng đâu đó là 2 chiếc xe máy. Còn nếu như mình có xe hơi thì con đường trước mắt mình là 3 m, mà chỉ phù hợp với chiếc xe hơi là của VinFast dòng 4 chỗ. Thì mình buộc phải mình lại thiết kế lại cái sàn, hoặc là làm một phần thiết kế để xe ô tô mình đi vào. Không gian bếp thì chủ nhà họ để thiết kế không? Là với em thì nhìn chung là ok. Nhà vệ sinh là thông thoáng. Điện nước đã có sẵn. Bây giờ em sẽ đi lên tầng 2. Đây là vách ngang của tầng 1. Vách kiểu. Vì tầng 2 thì ập về mắt chúng ta khi bước đi lên thì có một hai màu sắc rất dễ chịu là màu xanh lá cây và màu hồng. Đây cũng đồng thời là giếng trời. Thì phòng 2 bao gồm 2 phòng ngủ.
Hai phòng ngủ của Phong Hoa rất là rộng, được gắn thiết bị để mình bắt máy lạnh vào. CB là mỗi tầng riêng. Và đây là phòng ngủ thứ hai. Ban công. Lan can bảo vệ trẻ em nhìn rất là chắc chắn. Thì tầng 2 mình như nãy em đã nói là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Thiết kế đèn hệ thống điện thì theo tự động. Vậy hệ thống điện thì được thiết kế là trong ngồi để mình đi ra ngoài, mình tắt bên trong, bật ngồi cho sáng, mình dễ ban đêm thì dễ đi vệ sinh hơn, hoặc là nó tiện đường cho mình. Thì hô van mỗi cầu thang thì được thiết kế theo kiểu rất là bắt mắt. Con này hơi yếu. Bây giờ em sẽ đi lên tầng 3. Đây, như trước mặt mình là không gian để máy lạnh và để xông phơi, được rào chắn rất là kỹ. Đây, quý chị thấy đây, rất là kỹ. Về tầng 3 có cái phòng cũng rất là rộng. Thì mở ánh sáng ta lên xíu. Tầng bên này được thiết kế dành cho một người lớn tầm 15-16 tuổi, vì đơn giản thôi, không thể nào thiết kế ổ điện như thế này vì có trẻ em thì không ở thể nào ở được, chỉ dành cho người lớn thôi. Và trước mặt mình là phòng thờ. Lên can. Sông sắc bây giờ rất là chắc chắn. Trước mặt là con đường của mình. Bây giờ em sẽ xuống tầng dưới, tầng 1 lại. Phía trước mặt mình là con đường hiểm hiện trạng là bê tông là rộng tầm là 3 mét, sâu thì thật là rộng 4 mét. Ở đây là những hộ dân xung quanh, khu dân cư rất là đông. Quý chị đưa khi lên khi đi xem nhà thì từ đường 23-10 mình nhìn bên tay trái cách chùa Phổ Tịnh là mình đi vào được. Thì từ vị trí ngôi nhà của mình mà đi ra đường 23-10 là khoảng là
hơn 100 mét và cách nút giao thông Quốc hội đang làm là 500 mét. Cách ủy ban và chợ Hiệp thì đâu đó là 270 mét. Cách siêu thị Bixi, siêu thị Go bây giờ là khoảng là 500 mét. Và từ nhà mình đi xuống biển thì đâu đó là gần 4 cây. Dạ, nãy giờ em đã review xong ngôi nhà tại thôn Vĩnh Điềm 1, phường Hiệp, thành phố Nha Trang, với cái cấu là bê tầng và giá bán là 3 tỷ. Diện tích là 68 mét, nhân bê tầng là hơn 200 mét. Quý anh chị có nhu cầu có thể liên hệ qua số điện thoại 0843218679 B có phải màn hình, và đừng quên đăng ký kênh để nhận thông tin mới nhất về bất động sản tại thành phố Nha Trang, 55 Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Dương Khánh và Bắc Hồng Phong. Em trực xin chân thành cảm ơn.